Trong tập trước, Thạch Hạo đã đi lên thượng giới thành công. Cậu cảm thấy tu vi ở nơi này giống như bị mất hết, ngay cả việc bay cũng rất khó khăn. Đa thần Thạch giải thích, so với hạ giới thiếu khuyết đại đạo thì pháp tắc nơi này trọn vẹn hơn nhiều, cho nên sẽ áp chế chiến lược rất nhiều. Ở dưới mặt đất có một đám xương trắng, cậu dự đoán có lẽ xung quanh có hung thú cường đại đã tiêu diệt bọn chúng. Xung quanh lại có rất nhiều tiếng chim hót. Đa thần Thạch thì cho rằng chỉ là tiếng chim thôi mà. Vậy nhưng Thạch Hạo lại có phát hiện khác. Đi theo hướng chim hót có một luồng linh khí không yếu. Đến gần kiểm tra thì thấy một con chim giống với Ngân Hoàng. Vậy nhưng dáng vẻ lại không thông minh lắm. Thạch Hạo lập tức hạ xuống đất rồi tiến lại gần con chim nhìn ngắm. Trong lúc này, xung quanh đột nhiên xuất hiện thứ gì đó. Cũng may Đa thần Thạch tỉnh mắt nên phát hiện ra. Nhiều sợi nấm cứ như vậy mọc dài ra xung quanh và chậm rãi tiếp cận con chim. Có lẽ những bộ xương cốt ở đây đều là bị cây nấm ăn mất. Đa thần Thạch vô cùng hoảng hốt, dù không bị tình hình trước mặt dọa sợ, vậy nhưng mấy lời la hét của cục đá cũng khiến cho người ta phải sợ theo. Con chim nhận ra sự bất thường, nó định chạy trốn vậy nhưng không kịp. Thạch Hạo đành phải ra tay trợ giúp, đánh đuổi mấy sợi nấm xung quanh. Hành động này dường như chọc giận đám nấm, nó nhả ra nhiều bọt khí và mọc ra thêm nhiều cái xúc tu nữa tấn công con chim. Không còn cách nào khác, Thạch Hạo đành phải mang theo chú chim lao lên không trung. Đám bọt khí nhanh chóng tập trung bao vây Thạch Hạo, buộc cho cậu phải tạo ra một vòng kết giới ngăn cản. Chỉ là lúc đi qua hai giới đã bị trọng thương, khó mà duy trì vận chuyển phù văn. Những cây nấm phóng ra mấy chục cái xúc tu cuốn chặt kết giới, Đa thần Thạch lại tiếp tục la hét. Đi qua hai giới đại nạn không chết, chẳng lẽ phải bỏ mạng ở đây sao? Thạch Hạo lấy ra bảo cụ đánh tan các xúc tu rồi nhanh chóng bay đi. Những cây nấm không bỏ cuộc, xúc tu tiếp tục vươn dài ra cuốn lấy Thạch Hạo. Trong thời khắc nguy cấp, Thạch Hạo phải tự tạo ra vụ nổ để thoát khốn. Tuy giữ được cái mạng, vậy nhưng lại thêm bị thương phải ngồi xuống đất. Việc quan trọng nhất là tìm nơi dưỡng thương. Vậy nhưng đúng lúc này lại có đám người đang tiếp cận lại gần. Thạch Hạo đành phải nhắc nhở con chim, nếu lát nữa tình hình nguy cấp thì nó mau chạy trốn. Thạch Hạo không chịu được nữa nên nằm gục xuống. Sau khi tiến lại gần, đám người kia mới phát hiện ra Thạch Hạo. Hóa ra là bọn họ chỉ đi ngang qua mà thôi. Thấy cậu bị thương nên bọn họ liền mang người quay về. Sau khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường và được một lão gia tộc trưởng chăm sóc. Những người mang theo cậu trở về đều là người trong đội đi săn, nghe rất giống với Thạch Thôn. Thạch Hạo cảm ơn bọn họ, lão cho biết không cần khách khí. Thôn làng này được gọi là Chu Thôn, bọn họ làm sao thấy chết lại không cứu được chứ? Tuy ông không biết lai lịch của cậu như thế nào, vậy nhưng cảm giác rằng cậu rất bất phàm. Hy vọng cậu đừng làm ảnh hưởng mọi thứ ở đây. Thạch Hạo cũng cảm thấy ấm lòng vì những lời bàn nãy. Nó khác hẳn với kiểu tàn sát ngang ngược của những thế lực ở thượng giới mà trước đó cậu đã gặp mặt. Thạch Hạo tranh thủ thời gian trị thương, lực lượng cứ như vậy tuôn ra xung quanh. Con chim ở bên cạnh sau khi tiếp xúc luồng lực lượng liền biến thành một thân ảnh nữ nhân. Quá trình tái tạo nhục thân gần như triệt để rồi. Trên thượng giới này khắp nơi đều là địch, cho nên cậu muốn thay đổi dung mạo tránh bị người khác phát hiện ra. Thạch Hạo muốn nhờ vào dược tính của linh dược để trùng tu bản huyết cảnh, từ đó lột xác. Sau khi Thạch Hạo xong việc thì con chim lại biến trở lại bộ dạng bản thể vốn có. Nhìn thấy nó trở lại, Thạch Hạo liền tốt bụng nhận nuôi. Con chim nghe vậy liền chuôn là thượng sách. Đến sáng, lão gia tộc trưởng tập hợp trai tráng trong làng đến thông báo sắp tới có một trận đại chiến tuyển chọn dũng sĩ. Thượng giới rộng lớn vô cùng, tự nhiên cũng sinh ra vô số cường giả. Trận tuyển chọn lần này chính là cuộc diễn thử của đại chiến 3.000 châu. Sẽ tạo ra một cuộc tranh đoạt tạo hóa to lớn. Thạch Hạo nghe đến tạo hóa liền thắc mắc hỏi thầm. Ông ta tiếp tục giải thích, giải đấu này cả ngàn vạn năm mới tổ chức một lần. Với Chu Thôn nhỏ nhỏ này thì giống như thần thoại, làm sao mà biết tạo hóa là cái gì chứ? Thạch Hạo ngỏ ý muốn tham gia, nơi này chính là Hòe Thành, địa điểm tuyển chọn thí sinh. Rất nhiều người tới tham dự, mấy cái đỉnh lớn xếp ngay ngắn giữa sân. Một tên thanh niên nào đó đi ra nhấc đỉnh lên, như vậy xem ra là thi về thể lực. Chiếc đỉnh nặng cả vạn cân, người có thể nhấc được sẽ có tư cách tham gia tỉ thí lôi đài. Mấy thanh niên trai trắng trong Chu Thôn đều không vượt qua được giai đoạn sơ tuyển. Điều này làm cho bọn họ buồn bã. Tộc trưởng tiến lại động viên. Cứ coi như lần lịch luyện này là một màn thử sức, khích lệ bọn họ ngày sau cố gắng hơn. Thạch Hạo không muốn thử sức, điều có muốn là cứ trực tiếp đánh lôi đài là được. Đúng lúc này, thành chủ ban lệnh thông báo truy nã một nữ tử. Nếu trong thành mà thấy kẻ này thì phải mau chóng báo cáo, sẽ có trọng thưởng. Được biết, nữ tử kia từng liên tục đại chiến với một vị đại nhân của tiên điện. Tuy bị đả thương vậy nhưng vẫn chạy thoát. Một tên thanh niên hàm phần thưởng nên chủ động bẩm báo, hắn dường như đã gặp nữ tử kia ở gần Hòe Thành. Thành chủ nghe vậy liền yêu cầu mọi người không ai được tự ý hành động, chỉ cần yên lặng chờ cường giả của tiên điện tới. Thạch Hạo cảm thấy xui xẻo,
vừa mới đến thượng giới đã gặp phải người của tiền điện rồi. Rất nhanh chóng, người của tiền điện cũng xuất hiện. Đứng đầu là một tên thanh niên cầm thường khá uy vũ. Những người bên dưới thấy hắn xuất hiện liền quỳ xuống cung kính, chỉ riêng Thạch Hậu thì vẫn đứng yên tại chỗ. Hắn trực tiếp hỏi vị trí của nữ tử kia, điều không ngờ là Nguyệt Thiền cũng xuất hiện cùng với hắn. Nghe tin nữ tử đang ở gần sân cốc nên hắn lập tức mở ra một cổng dịch chuyển rồi cùng với Nguyệt Thiền tới đó tìm kiếm. Thạch Hậu thắc mắc, rốt cuộc nữ tử đó có lai lịch như thế nào mà lại bị truy nã gắt gao như vậy. Trong lúc này, một tên thanh niên tóc vàng gọi là Thiểm Điện Tử đang truy sát mấy lão già. Kết quả là ba người thì chết hai. Thiểm Điện Tử trong mắt những người ở đây giống như tồn tại chí cao. Hắn ta dùng nắm đấm thiểm điện tung hoành thượng giới, chưa từng bị đánh bại. Hắn hạ xuống hỏi thăm tên còn sống về tin đồn liên quan đến cô gái tóc bạc đang bị truy sát. Lời đồn có phải là thật hay không? Ông ta không chắc chắn, chỉ nghe người ta nói rằng cô ta lấy được chí bảo tam thế đồng quan. Cũng có người nói rằng cô ta phát hiện sai chí tôn điện đường. Như vậy là đã rõ, mục đích mà cô ta bị tiền điện lẫn bổ thiên sáo nhắm tới chính là đã nắm giữ bí mật liên quan tới bảo vật. Thạch Hào cũng cảm thấy cơ duyên trên người cô ta không hề nhỏ. Đồ tốt mà bỏ qua là đáng bị trời đánh đó, cho nên lập tức phi hành đuổi theo tìm kiếm. Đuổi theo tới sơn cốc, cậu mới ngỡ ngàng vì ma nữ cũng ở đây. Nàng ta đang bị tên thanh niên tiên điện và Nguyệt Thiền chặn đường. Vậy nhưng mà đấu với hai người bên kia thì có vẻ như hơi quá sức đối với ma nữ. Tuy nhiên, ma nữ vẫn bình thản. Nàng ta lên tiếng khiêu khích Nguyệt Thiền đấu giao hữu với mình vài chiều. Ai thắng thì cơ duyên của cô gái tóc bạc sẽ thuộc về người đó. Tên thanh niên tiên điện chủ động đứng ra nhận lời khiêu chiến. Hành động này vừa nhìn liền biết là hắn đang muốn thể hiện và lấy lòng Nguyệt Thiền. Hắn lập tức vung trường thương tấn công, ma nữ tránh né, phản công ngược lại. Tuy dáng vẻ đánh đấm kịch liệt, vậy nhưng Thạch Hào lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Thực lực bọn họ sớm đã đạt tới cảnh giới tôn giả đỉnh phong rồi. Vậy nhưng vì sao lại cố gắng áp chế, không hề nhóm lên thần hỏa? Sau một lúc giao thủ thì ma nữ bị đẩy lui. Tên kia nhân cơ hội này lao lên bổ xuống một công kích. Nàng ta phải dùng tuyệt kỹ ngăn cản. Nhìn thấy hắn ta vẫn không có dấu hiệu dừng lại, ma nữ đành phải quay xe rút lui về sau và chật vật chống đỡ công kích. Nguyệt Thiền cũng không đứng yên quan sát, nàng ta bắt đầu thi triển chiêu thức. Điều này làm cho ma nữ phải lên tiếng. Chẳng lẽ nàng ta thực sự muốn quyết chiến tại đây sao? Lỡ như lưỡng bại câu thương thì tên thanh niên kia chính là người được lợi đấy. Tuy nhiên, Nguyệt Thiền còn chưa kịp hành động đáp trả thì xung quanh lại xuất hiện thêm 3 tên cường giả nữa. Ma nữ tiếp tục sử dụng miệng lưỡi mỉa mai. Mục tiêu chưa hiện thần, chẳng lẽ bọn họ định ở chỗ này đánh tới sống chết ư? Bọn họ đương nhiên là biết điều này, Nguyệt Thiền và tên thanh niên tiền điện rời đi trước. Ma nữ lập tức quay sang những người còn lại nhắc nhở, thay vì đấu đá lẫn nhau, chỉ bằng nên đi tìm cô gái tóc bạc kia thì hơn. Cơ duyên lớn như vậy, đừng để người khác vượt trước đoạt mất. Cả đám cũng không muốn tốn thêm thời gian ở đây, cho nên lập tức rời đi, chia nhau ra tìm kiếm. Thạch Hậu chứng kiến mọi chuyện, cậu càng thêm gấp rút. Nhất định phải mau chóng khôi phục tu vi, từ đó mới có thể tranh đoạt. Tập phim tới đây là hết rồi, các bạn hãy đón xem diễn biến các tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video sau.